Dạ em xin chào tất cả chị em mình ha. Thì hôm nay thì Nhân mới vừa lên một bộ máy mộc kim hàng Yuki Nhật nha anh chị. Là đời máy là DDL7000A7 nha. Đó, thì máy này là tình trạng đã qua sử dụng thì tình trạng mới tầm khoảng cơ hơn 85 đến 90% nha anh chị. Đó, máy này được bên Nhân là đã tốt lại nha. Thì bên Nhân xin cam kết cho anh chị mình là hàng chính hãng. Thì khi mình sử dụng lâu ngày á, hàng cũ á thì mình chắc chắn nó sẽ bị chạy dưới phần mâm này. Thì bên Nhân đã được tốt lại cái mâm này nha. Đó, thì bên Nhân có sao thì bên Nhân nói vậy ha. Đây là hàng Nhật chính hãng nha anh chị. Ở phía sau lưng này có chữ Yuki khắc chim ở trong thân máy luôn nha. Đó, và bây giờ Nhân sẽ ngửi máy lên cho các bạn xem. Thì máy này là khởi động off on ở bên đây. Đó. Đây, anh chị xem nè, là ở dưới đây là có chữ C nằm trong con ốc luôn nha anh chị. Đó, là chữ Japan á. Đó, sẽ có ba ngóc ha. Và bên đây là có chữ B1 nè và có chữ số series và có chữ Yuki nằm phía trong luôn nha anh chị. Anh chị mình thấy rõ chưa ta? Anh chị mình yên tâm về mua bên máy bên Nhân ha, sẽ được hỗ trợ cho mình là bảo hành cho mình là 12 tháng và lắp đặt tại nhà cho mình ở khu vực Hồ Chí Minh và các vùng lân cận nha anh chị. Thì máy này được trang bị những cái tính năng như là làm mối đầu, làm mối đuôi tự động nè, và các chỉ nè, và chỉnh tốc độ nhanh chậm cho người là mình mới tập may nè, hoặc là may chuyên nghiệp nha anh chị, có thể may gia công luôn nha. Thì máy này bên Nhân đã được trang bị lên chân bằng mới hoàn toàn luôn đó, và giá trị mới nha anh chị. Đó, thì cam kết cho anh chị là bên Nhân bay giao thì bên Nhân sẽ có ghi là nội dung là hàng chính hãng nha. Đó. Đây bên Nhân sẽ test thử cho anh chị xem ha. Đó. Đó, anh chị thấy không, mai cực kỳ là đầm luôn ha, lướt nha, đường kim mũi chỉ nè rất là sắc sảo nha. Khi mà anh chị mình ở gần khu vực thành phố Hồ Chí Minh á, thì anh chị mình cần địa điểm là 512 Sài Gòn Trường Chinh á, thì anh chị ghé vô bên em ha để xem máy và test máy trực tiếp ha, và cảm nhận độ bền của máy ha anh chị. Đó, máy rất là tiếng, rất là chắc luôn nha, hàng Nhật chính hãng mà. Đó, thì bên Nhân khi mà giao bên mình á, thì bên Nhân sẽ hỗ trợ cho mình, tặng cho mình là kim suốt nè đầy đủ ha, họ tặng cho mình dầu kèm theo máy nè, và giá chỉ nói chung là đầy đủ cho anh chị mình. Mình chỉ cần về là một ống chỉ là mình sử dụng thôi nha, mình không cần phải mua bất cứ một phụ tùng gì hết nha chị. Thì máy này là được tích hợp với lại mối bên đây nữa nè. Đó, anh chị mình rất là tiện ha, là khi mình sử dụng gia đình mình đó, rất là bền anh chị. Đời máy là 7000A nha. Thì cái hàng này đã được lên đời nha anh chị. Đó rồi, anh chị mình ở tỉnh xa thì yên tâm về chất lượng bên em ha, thì sẽ hỗ trợ đóng gói cho mình nè và bảo với ship cho mình ở toàn quốc luôn nha anh chị. Đó, giá lanh quanh chỉ có 6 triệu thôi nha anh chị. Rồi, anh chị mình có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với Nhân, hoặc là kết bạn Zalo trực tiếp với Nhân sẽ được hỗ trợ cho mình và gửi ảnh và báo giá trị trực tiếp cho mình nha. Rồi, Nhân xin chào tạm biệt.